Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là trọn bộ một cái bộ chế xe 4 bánh cơ bản và đầy đủ. Cơ bản ở đây là chưa bao gồm hệ thống đèn còi chiếu sáng, còn đầy đủ ở đây là đủ hết cho các bạn làm xe có thể hoạt động được. Trọn bộ thì bao gồm tải trọng ở bộ này như mình đánh giá là nó sẽ dao động khoảng 500 đến 800 kg. Đấy. Chia đều cho 4 bánh thì các bạn có nhu cầu trở nặng thì các bạn sẽ dồn cái nhíp về đằng sau. Cái này là do các bạn đóng xe và phân phối cái tải trọng lên cái xe. Đấy. Thế còn ở đây thì mình trang bị cho các bạn một bộ này là bộ phanh cơ. Các bạn có thể dùng phanh dầu hoặc là loại khác thì cái đấy là theo cấu hình. Bộ này thì có cầu trước, cầu sau, hệ thống lái, số mạnh, có tầng số mạnh nhé, có số lùi, có bộ các đăng. Nhíp thì 5 lá dài 70, các bạn có thể nâng cấp thì tùy ý. Với cái bộ này thì các bạn có thể gọi là một cái xe gọi là xe 5 tạ là hoàn toàn bình thường, hoặc hơn một chút cũng không sao cả. Nhíp này, hệ thống lái này, cầu trước thì được gia công sẵn rồi thì các bạn về chỉ có hàn khung thôi. Đấy, các bạn về nhà các bạn làm khung cầu lên là xong thôi. Đấy, hệ thống lái này, đối với những cái cầu ngắn như cái cầu này là cầu 90. Đấy, ngắn nhất bên mình có là 90, hoặc là loại ngắn hơn cũng có, nhưng làm 4 bánh thì là ngắn quá nên không hợp lý. 90, 1m, 1m1, 1m2 là bên mình có cầu hàn sẵn. Còn dài hơn thì các bạn có thể tùy ý mua loại rời về các bạn hàn ống lối dài ra. Đấy, hệ thống lái vô lăng to. Số mạnh cần thì ngoài những cái thành phần chính, phụ kiện phanh chân, nhíp, đây tất cả các phụ kiện của nhíp này, quang ốc này, đấy, rất là đầy đủ cho các bạn nhé. Cao su này, mặt bích này, đây là các cái loại u động và u tĩnh này, gối động gối tĩnh này, đấy, đu nhíp này, đu nhíp loại to nhé, mặt bích dày này, 6 ly này, đấy, u quang này. Thì có trang bị thêm một số cái cho các bạn dễ làm hơn, đấy là cái ổ khóa có đề, có thể tắt được và có thể đề lỗ. Đấy, chống nước mưa, các bạn mưa thoải mái không hỏng được. Đấy, ổ khóa này là khóa chống nước mưa các bạn nhé. Đấy, nó có lắp chụp này này, kèm theo đề luôn. Đây là hai dây mở, hai dây đóng và một dây đề, và một cái chân ga. Đây, chân ga này, chân ga này trên sàn các bạn nhé. Đấy, chân ga, chân phanh cơ, đây là một cái này là cái chân phanh cơ này, tay số mạnh này, dây số là dài khoảng 1m1 các bạn nhé. Đấy, số mạnh và phụ kiện nhíp thì vẫn đầy đủ, phanh phụ kiện phanh thì đầy đủ, cầu. Các bạn có thể tùy ý chọn cho mình các loại cầu dài từ 90, 1m, 1m1, 1m2. Các bạn có thể sử dụng phanh cơ, phanh dầu, bên em đều có, phanh đĩa, thắng đĩa trước, thắng đĩa sau đều có, hoặc là sử dụng mỗi thắng đĩa sau cũng có. Cái đấy là tùy do khách hàng lựa chọn. 4 bánh, tải trọng của mỗi một bánh là 355 kg. Bánh có đường kính 50, bản rộng 10. Đấy, bạn nào thích cái loại bánh có gai thì bên em cũng có. Bánh loại gai máy cày, gai to. Và các bạn nào muốn cái số này tăng tải thì có thể mua cái số 2 cấp. Cái số 2 cấp đó thì đăng ở cái video trước. Các bạn xem lại nhé. Video trước của cái video này em có đăng cái video số 2 tầng. Đấy. Thì đây là tổng thể một cái bộ như vậy, khái quát một cái bộ chế xe 4 bánh.
Nó gồm những cái đồ như thế. Cầu trước thì có cả hệ thống lái đơn và hệ thống lái đôi. Cái này khi khách hàng mua thì bên em sẽ tư vấn cho hợp lý. Thì cái này lúc nào các bạn mua loại hành trình dài ngắn như thế nào thì mình sẽ tư vấn thêm. Giá thành mình là như nhau. Các bạn xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi mới đăng lên. Bộ này thì giá nó cũng khá là rẻ thôi, dễ mua và dễ tiếp cận. Với cái giá này thì nó cũng chưa bằng một cái xe đạp điện đâu. Chọn bộ 4 bánh nhưng giá thành thì lại chưa bằng một cái xe đạp điện. Đấy.